Bốn thứ cám dỗ làm thay đổi bản chất con người. Quý vị thân mến, người xưa có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ý nói rằng bản chất, bản tính của con người là thứ khó có thể thay đổi. Nhưng cuộc sống lại có vô vàn những cám dỗ. Nếu con người không biết cách kiềm chế và vượt qua, thì lâu dần nó sẽ làm thay đổi bản chất của mỗi người. Cám dỗ là vị khách thường xuyên trong cuộc sống, trực sẵn trước thềm để bước vào nhà, vào con người chúng ta bất cứ khi nào chúng ta mất cảnh giác. Kẻ sang người hèn, kẻ giàu người nghèo, người có học thức hay không, địa vị cao thấp trong xã hội, kể cả tuổi tác, già trẻ lớn bé, đều khó lòng tránh nó. Vì thế có người còn hài hước cho rằng cám dỗ chỉ rời chúng ta 15 phút sau khi chết. Thực tế là có người trong phút hấp hối vẫn còn ôm một bọc tiền. Người khác còn trợn mắt nguyên rủa kẻ thù. Lại có kẻ ra đi trong tâm trạng nuối tiếc địa vị giàu sang. Vì thế, nếu không vượt qua bản thân được mà rơi vào cạm bẫy của cám dỗ, sự băng hoại và mất mát là con đường khó tránh. Sau đây là bốn thứ cám dỗ dễ làm thay đổi bản chất con người. Cùng lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé. Thứ nhất, tiền. Đời sống thường ngày chúng ta ít nhiều đều bị chi phối bởi tiền bạc. Chúng ta làm mọi việc để có tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Cho nên không thể phủ nhận sức mạnh của đồng tiền là yếu tố quan trọng đem lại cuộc sống đầy đủ về vật chất và hưởng thụ về tinh thần cho mỗi người. Thế nhưng lúc đầu chúng ta nỗ lực kiếm tiền chỉ với một mục đích đơn giản và chính đáng là mong muốn có được một cuộc sống ấm no, đủ ăn đủ tiêu để không phải cực khổ và có thể đỡ đần những người xung quanh. Nhưng khi đã kiếm được tiền rồi thì chúng ta lại mong muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa, kiếm càng nhiều, sức chi càng nhiều lên và không biết bao nhiêu là đủ. Để thỏa mãn được điều đó, nhiều người dần kiếm tiền theo cách khác. Lúc này sẽ không còn biết đúng hay sai, miễn có tiền là được, và con đường lầm lỗi lại đón nhận chúng ta một cách nhanh chóng và khó quay trở lại. Khi một người chìm đắm trong tiền bạc, họ sẽ dễ dàng bị lòng tham làm mờ mắt. Vì tiền mà anh em đâm chém sát hại nhau không màng máu mủ ruột thịt. Vì tiền con cái sẵn sàng đuổi cha mẹ già ra đường để tranh giành tài sản. Vì tiền không ít người dùng mọi thủ đoạn. Họ có thể bán rẻ lương tâm, tình cảm, đạo đức để đổi lấy tiền bạc. Vậy mới thấy ma lực của đồng tiền vô cùng to lớn và khủng khiếp. Tiền bạc làm thay đổi con người một cách đáng sợ. Thứ hai, danh lợi. Trong lịch sử có câu chuyện không vì năm đấu gạo mà khom lưng của Đào Uyên Minh hết sức nổi tiếng. Đào Uyên Minh tên thật là Đào Tiềm, là thi nhân cuối thời Đông Tấn. Ông sinh ra trong một gia đình nhiều đời làm quan. Tuy rằng cả ông nội và cha đều làm đại quan, nhưng gia đình Đào Uyên Minh lại sống một cuộc sống rất đạm bạc. Đến đời Đào Uyên Minh, cha mất sớm, gia cảnh trong nhà bần cùng. Tuy vậy, ông không cảm thấy có chút phiền lòng mà vẫn đọc sách làm thơ. Về sau gia cảnh ngày càng khốn khó, Đào Uyên Minh dù chăm chỉ làm ruộng nhưng cũng không đủ nuôi gia đình. Lúc ấy bạn bè đều khuyên ông nên ra làm quan, vừa phục vụ dân chúng lại có thể duy trì cuộc sống. Đào Uyên Minh đành xin làm một chức quan nhỏ. Ông được quan trên hậu đãi bởi tài năng đức độ, nhưng vì nhìn thấy những điều không tốt ở chốn quan trường nên chẳng bao lâu ông xin từ chức. Cứ như vậy, ông trải qua cuộc sống lúc làm quan lúc ở ẩn. Lần cuối cùng Đào Uyên Minh làm quan là vào năm Nghĩa Hy thứ nhất, năm 405. Năm đó, ông đã qua tuổi bất hoặc, 40 tuổi, theo lời khuyên của bạn bè, ông ra làm huyện lệnh Bành Trạch. Có một lần trên quận phái một người đốc bưu cậy quyền thế xuống xem xét tình hình. Tiểu lại nói với Đào Uyên Minh rằng phải ăn mặc chỉnh tề cung kính mà nghênh tiếp. Ông nghe xong than dài và nói rằng ta không vì bổng lộc năm đấu gạo của huyện nhỏ này mà khom lưng khúm núm phục vụ cho những người ấy. Nói xong ông liền từ quan về nhà. Đào Uyên Minh làm huyện lệnh Bành Trạch chỉ hơn 80 ngày. Lần từ quan này, ông vĩnh viễn rời khỏi chốn quan trường.
Từ đó trở đi, ông vừa đọc sách làm thơ, vừa làm nông sinh sống. Dù ông vốn có thể sống một cuộc sống thong dong, chí ít cũng không phải lo cái ăn cái mặc, nhưng ông đã không muốn đánh đổi bằng nhân cách và khí tiết của mình. Danh lợi địa vị là điều ai cũng muốn có được trong cuộc sống, nhưng chính điều đó cũng tạo nên lòng ham muốn chiến thắng để được đẩy lên cao hơn. Vì cám dỗ của quyền lực, nhiều người tìm mọi cách, tìm mọi thủ đoạn để giành giật cho bằng được. Có người sẵn sàng đánh đổi nhân cách, đạo đức, trà đạp lên người khác để giành lấy. Họ dần làm mất đi chính bản thân mình, và con đường sa ngã mở rộng ra chào đón họ bước vào. Cái đó gọi là vòng xoáy danh vọng. Danh lợi là thứ làm cho con người ta khao khát, cho nên nhiều người sẽ lao đi rất nhanh không sợ hãi. Khi trước mặt là danh lợi, họ sẽ vồ đến mà cướp lấy cho bản thân. Có được 5 phần danh lợi, họ lại mong muốn 7 phần, 10 phần. Người xưa có câu, người không biết đủ giống như là con rắn muốn nuốt cả con voi. Nuốt không được, cũng lại không muốn nhả ra. Trong cuộc sống, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều người bị danh và lợi thắt chặt. Họ mãi truy đuổi, một khắc cũng không dừng. Có thứ này, lại muốn thứ khác. Có rồi, lại muốn cái mới hơn. Có điều rất hiển nhiên rằng dục vọng của con người là hoàn toàn không thể thỏa mãn được. Cho nên, một khi đã ở trong vòng xoáy của danh lợi, con người ta sẽ mang tâm lý căm thù, ganh ghét và phân biệt. Tâm thức đầy tràn những điều tiêu cực có thể dẫn ta đến chuyện oán hận, bạo động, làm những điều xấu. Và khi cứ lún dần trong những hành động như vậy, bản chất của họ sẽ thay đổi lúc nào không biết. Thứ ba, tình yêu và sắc đẹp. Sống trên đời, ai cũng thích cái đẹp, và đàn ông thích phụ nữ đẹp, phụ nữ thích đàn ông đẹp cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên, nếu một người không thể kiểm soát cảm xúc, đẩy lùi được sự cám dỗ của nhan sắc mà lún sâu vào cạm bẫy này, làm những việc trái đạo đức, trái với luân thường đạo lý, sớm muộn rồi cũng có ngày gặp chuyện. Người chìm đắm trong sắc dục thông thường không thể đẩy lùi được cám dỗ đến từ giới khác. Vì thế một khi đã bị mê hoặc một lần, sẽ dễ dàng tái phạm nhiều lần. Lâu dần, việc này không chỉ hại thân mà còn làm tổn thương đến gia đình của đôi bên. Trong xã hội hiện nay, không thiếu những câu chuyện thực tế là minh chứng cho vấn đề này. Nhiều người còn tự hủy hoại bản thân mình, thậm chí làm hại đến người mình yêu cũng chỉ vì một chữ tình. Lấy ví dụ trong vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước chấn động dư luận cách đây mấy năm, hay vụ thảm sát ở Yên Bái là những bi kịch không đáng có của một cuộc tình. Có lẽ người trong cuộc cũng không thể ngờ tình yêu mù quáng lại biến mình trở thành con người như thế. Thứ tư là sự hưởng thụ. Cuộc sống luôn có những thú vui, sự hưởng thụ. Thực chất điều đó không phải là xấu, nhưng nó lại rất dễ khiến con người lún sâu vào u mê, trở nên sa ngã và ngày càng tồi tệ hơn khi không biết điểm dừng. Cũng giống như việc ngày bé tuổi thơ gắn liền với những viên kẹo, buổi trưa bên đám bạn thả diều đá bóng, thì ngày nay khi chúng ta lớn, những viên kẹo hay buổi trưa trốn đi chơi với các bạn không còn đủ sức để cám dỗ chúng ta nữa. Thay vào đó là những buổi chơi game, tán gẫu online và ở nhà chùm chăn ngủ nướng khi được nghỉ. Bên cạnh đó còn nhiều cám dỗ khác như những thứ gây nghiện, rượu bia, cờ bạc, lô đề, ma túy. Chính những điều này làm thay đổi con người một cách nhanh chóng, không một ai có thể ngờ được. Không xa như việc chơi game, bản chất là để giải trí. Nhưng khi chúng ta chơi một cách không có sự kiểm soát hay giới hạn trò chơi đến mức nghiện game, chơi những trò chưa đến tuổi làm mất đi bản chất tốt vốn có của nó. Lúc này, nó trở thành thủ phạm cho những tội ác, sự ảo giác hay thậm chí là tội phạm. Hay như uống rượu, vốn dĩ bản chất không xấu, nhưng khi chúng ta uống rượu một cách không kiểm soát, uống đến mức nghiện ngập, thì lúc này việc uống rượu đã mất đi những bản chất tốt đẹp ban đầu vốn có. Lúc này rượu trở thành thủ phạm, nguồn cơn của những tội ác. Chung quy lại, mọi thứ đều có hai mặt của nó và tiềm ẩn những cám dỗ mà con người không hề hay biết. Nếu chúng ta đủ tỉnh táo, nó sẽ là bình thường. Nhưng khi chúng ta mất tỉnh táo và mất kiểm soát, thì lúc đó chúng ta
đã thực sự rơi vào cám dỗ của sự hưởng thụ, đánh mất đi bản chất tốt đẹp của chính chúng ta. Quý vị thân mến, ai cũng biết rằng cuộc đời mỗi người không tránh khỏi những cám dỗ. Sự cám dỗ của tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, hưởng thụ luôn thôi thúc chúng ta bất cứ lúc nào. Đứng trước dòng thác lũ đó, nếu không đủ sức tỉnh táo, chúng ta sẽ gục ngã, đánh mất đi bản chất tốt đẹp của mình. Vượt qua cám dỗ là không hề dễ dàng, bởi chúng ta không thể dẹp bỏ hay thay đổi những tác động từ bên ngoài một cách triệt để. Nhưng có một giải pháp giúp chúng ta có thể vượt qua, điều đó nằm ở chính bản thân mỗi người. Thứ nhất là hiểu rõ về những điểm yếu của bản thân. Có thể hình dung mỗi chúng ta như là một sợi dây xích được tạo nên bởi nhiều mắt xích móc nối với nhau. Khi dây có một mắt xích bị yếu, dây xích sẽ dễ dàng bị đứt. Chúng ta cũng vậy. Những điểm yếu của chúng ta sẽ làm chúng ta dễ dàng bị sa ngã vào cám dỗ của cuộc đời. Chính vì vậy, mỗi người cần hiểu rõ bản thân mình yếu ở chỗ nào để sửa chữa, làm cho bản thân ta trở nên mạnh mẽ và vững tâm trước mọi cám dỗ của cuộc đời. Thứ hai, xác định trước những cám dỗ của cuộc sống. Xác định trước những cám dỗ của cuộc sống sẽ giúp chúng ta có thể tránh được việc bị cám dỗ lôi cuốn vào con đường sai trái. Việc lường trước những cám dỗ sẽ khiến bạn hiểu rõ cám dỗ, biết cách làm sao để tránh bị cám dỗ, rèn luyện cho mình ý chí vững vàng. Chính vì như vậy, ngay từ khi bạn còn chưa vướng vào những cám dỗ, hãy dành thời gian suy ngẫm về những cám dỗ của cuộc sống, về những tình huống cám dỗ có thể xảy ra để đưa ra những cách thức giải quyết khi chúng ta mắc phải những tình huống đó. Thứ ba là xây dựng lòng tin vững chắc. Mỗi chúng ta cần xây dựng cho mình một lòng tin, một lập trường vững chắc về những điều đúng và những điều sai trong cuộc sống, để khi đứng trước những cám dỗ, chúng ta không bị lung lay. Chỉ có như vậy, chúng ta mới không bị lôi cuốn vào những cám dỗ của cuộc sống làm thay đổi chính mình. Ngay cả khi chúng ta bị cuốn trong những cám dỗ, thì lý trí và lập trường kiên định sẽ nhắc nhở và thức tỉnh chúng ta phải mạnh mẽ quay đầu. Khi xây dựng được cho bản thân một niềm tin đủ mạnh và vững chãi, thì cám dỗ có sức mạnh đến đâu cũng không thể làm chúng ta sa ngã. Thứ tư, những bài học từ những người đi trước. Nhìn vào những tình huống của những người đi trước sẽ cho chúng ta thấy được cám dỗ sẽ khiến chúng ta sa ngã như thế nào, học được từ những người đi trước cách giải quyết khi đối mặt với cám dỗ. Khi nhìn vào bài học của họ, chúng ta cũng bắt đầu có những suy ngẫm về cám dỗ, hình thành cho mình một lớp phòng bị, bảo vệ bản thân khỏi những cám dỗ. Quý vị thân mến, những cám dỗ trong đời có thể hủy hoại một con người, làm con người sa ngã không thoát ra được. Có những người đã đánh mất bản thân mình, hủy hoại hạnh phúc, cũng như tương lai của bản thân và những người xung quanh chỉ vì những cám dỗ. Chính vì vậy, mỗi con người chúng ta cần phải có ý thức cảnh giác trước những cám dỗ của cuộc đời, xây dựng cho mình một nội tâm mạnh mẽ, một ý chí vững vàng. Làm bất cứ việc gì cũng cần phải học được cách biết dừng đúng lúc. Như thế mới là người thông minh thấu đáo và cũng là có trách nhiệm với chính bản thân mình. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.